Xin chào tất cả các bạn đã quay lại với buổi quay livestream hiệu quả tại số 1 Trần Nhật Duật và tại Việt Nam Korea. Và ngày hôm nay thì Thông có khách hàng của chị là chị Lan. Cô Lan là Thông đã khám từ những tháng trước rồi. Và ngày hôm nay thì cô đã đạt được một kết quả rất là tốt. Thông cũng rất cảm ơn cô rất là nhiều khi ngày hôm nay cô đã cho phép Việt Nam Korea chia sẻ về hình ảnh của cô cũng như là cái kết quả điều trị. Thì đây là hình ảnh của cô Lan trước khi đến với Việt Nam Korea nhé. Là cô Lan là một thân hình là tích mỡ toàn thân nhưng vẫn chủ yếu tập trung ở vùng bụng trên, vùng giữa, vùng dưới và hai thành eo. Cô Lan tích trữ mỡ là gần đây gần hơn mười mấy năm nay rồi đó, nên là cô cũng chia sẻ là cô cũng muốn đi giảm để là giảm được cái mỡ nội tạng, đúng không cô? Và các bạn hãy cùng quan sát kỹ về khuôn mặt của cô Lan một xíu nhé, tại vì chút nữa Thông sẽ có một cái vấn đề điểm nhấn để Thông nói về khuôn mặt của cô Lan cho các bạn khi mà cô Lan thực hiện quá trình giảm béo tại vì là Mỹ Korea. Khi mà cô thực hiện quá trình giảm béo tại Việt Nam Korea với tinh chất bắt lipo thì cô đã giảm được là bao nhiêu cm rồi cô? Một màn bụng eo trước cho con đi. Bụng eo trước cô giảm được bao nhiêu cm? Giảm được 15 cm. Cô nhớ là ngày đầu tiên cô đến đây là 85 cm. Đó, bây giờ thì cô còn lại là bao nhiêu? Bây giờ mình chỉ còn lại 70 thôi. Bây giờ thì cô Lan chỉ còn lại là 70 cm thôi. Thì cô Lan sẽ chia sẻ là khi mà còn lại 70 cm như vậy á, thì bây giờ cái cảm giác ngồi mình ăn uống hay là mình ngồi xuống bị ngấn, bị khó thở không? Không, từ ngày làm rồi là đi đứng thoải mái, ăn uống rồi ngồi đứng rất là nhẹ. Nó không bị là đau đúng không? Nên mà tức bụng. Tại vì cái ngày đầu tiên cô ngồi lâu với con, cô tư vấn á, thì cô cũng thấy là cô kêu cô ngồi lâu hồi cô tức bụng, thấy cô cứ ngã lên phía sau ấy, đúng không? Dạ vâng. Và sau cái liệu trình này thì toàn thân của cô là cô giảm được bao nhiêu cân cô? Nếu mà sau liệu trình này là tôi thấy tôi giảm rất nhiều, khoảng 8 cân. Cô Lan là giảm được 8 cân toàn thân, nhưng riêng vùng bụng eo là cô Lan là giảm được 15 cm. Và không còn tình trạng mà gây tức hay khó thở cho cô nữa. Và cô thể chia sẻ là sau khi cấy xong như vậy á, thì cô có cảm thấy đau hay là như thế nào không cô? Không, lúc mà mình cấy rồi là mình không thấy đau. Không thấy đau. Và sau khi mà cấy xong như vậy thì mình không phải nhịn dưỡng cái kem đúng không cô? Cô về sinh hoạt bình thường đúng không ạ? Về sinh hoạt bình thường, đi đứng bình thường. Không có vấn đề gì. Cô hãy chia sẻ lại là sau bao nhiêu lâu thì bắt đầu là cô thấy được sự đào thải của mình vậy cô? Sau khi là mình cấy đó là 5 ngày là đã có đào thải rồi. 5 ngày có đào thải rồi. Cô hãy kể là cái đào thải của mình nó như thế nào không ạ? Cái đào thải đó là khi mà mình đi á, là nó có một cái ra một cái chất á, là coi như đen nhầy như là mỡ vậy. Cái màu đen như màu nhớt vậy. Nhưng mà cái lúc đó là cái người mình á, là coi như là đi ra rồi mình rửa có khi 4-5 lần nó chưa có sạch nữa. Rồi cũng phải nhờ con cái dọn dẹp, nhưng mà sau này nữa bắt đầu lần lần sau này nữa là coi như là người nó khỏe, là mình có thể tự làm cho mình luôn. Và sau khi mà cô Lan thấy là trong quá trình đào thải xuyên suốt 30 ngày của mình á, thì mình có bị mệt hay là bị ảnh hưởng đến sinh hoạt cuộc sống hàng ngày của mình không cô? Không hề mệt. Là người rất là thoải mái, người rất là, là khỏe khoắn, đi lên đi xuống cầu thang hay là trong nhà, là tại tôi làm nghề mua bán tạp hóa mà. Thành ra là đi tới đi lui á, rất là khỏe, không có bị cái gì hết. Rồi cái phần mà coi như là đau chân đau khớp cho của mình á, nó cũng là coi như là khỏe, nó cũng giảm hẳn luôn. Và thì cô có chia sẻ là về cái bệnh lý mà cô mắc phải trước khi cô đến gặp con được không? Như về bệnh tim của cô này. Thì trước khi lại đây á, thì tôi có đi coi như xét nghiệm. Thì cái phần xét nghiệm là bản xét nghiệm, của, là bản xét nghiệm của tôi trước khi mà tôi tới đây á, thì tôi xét nghiệm là tất cả cái gì nó cũng cao hết. Từ mỡ, từ đường, từ cholesterol rất là cao. Thực ra là cũng có rất là nhiều chỉ số xét nghiệm ở đây, nhưng mà Thông không thể nào trình bày hết cho các bạn được ở đây. Và Thông sẽ nói rõ chi tiết về cái triglyceride nhé. Em zoom sát lại cái phần triglyceride giùm anh. Đây là chỉ số triglyceride này. Cái chỉ số này cũng rất là quan trọng, các bạn nên xem. Chỉ số này là 3.2. Thì cái chỉ số này là do mỡ nó sinh ra. Cái triglyceride nó sẽ đóng trong cái lòng mạch máu của mình, và nó sẽ gây tắc nghẽn cái dòng lưu thông máu của mình. Thì nó sẽ gây ra những bệnh nhân như là cao huyết áp này, nhồi máu cơ tim này, bởi vì máu lưu thông không đều. Và khi máu lưu thông không đều mà cái lượng triglyceride quá nhiều trong cái lòng mạch máu của mình thì nó sẽ dẫn đến việc là thiếu oxy dẫn đến cơ tim của mình, nên là cơ tim của mình nó sẽ co bóp không có được ổn định, nó sẽ co bóp yếu. Như cô Hoàng Oanh mà các bạn đã từng xem, không đã từng xem là cô Hoàng Oanh trước đây là nhịp tim 55, bây giờ là 75, cải thiện rất là tốt, cô không cần phải đi phẫu thuật nữa. Và đây là chỉ số triglyceride của cô Lan sau khi mà kết thúc liệu trình. Chỉ số đầu là 3.2 và đây là 2.23 nhé. Các bạn hãy xem này. Nó giảm tải được rất là nhiều cái triglyceride trong lòng mạch máu của cô. Tôi giảm rất là nhiều. Mà người rất là khỏe.
Cô thấy khỏe đúng không? Ngày xưa cô cũng chia sẻ là mọi người là ngày xưa cô đi lên cầu thang như thế nào, cô cảm thấy như thế nào, và bây giờ như thế nào? Đi lên cầu thang á là mỗi lần đi là tay thì dịnh rất là khó khăn, không có phải mà đi một cách nhẹ nhàng như vậy được. Có khi con cái cũng phải hả là coi như phụ giúp. Bây giờ thì tôi đi lên đi xuống cầu thang rất là nhẹ nhàng, rất là thoải mái. Rồi coi như là từ khi mà tôi làm đây là tôi thấy là con người tôi là có niềm tin hẳn, mà coi như là chồng thấy cũng vui. Và thực ra là bạn thấy là cô nhắc tới chồng thì con lại mới nhớ một cái chuyện là cô Lan là khi mà đi tư vấn á, là cô Lan kêu là đừng có quay cô gì hết nhá, là vì cô sợ là gia đình biết đấy, và tại vì cô cũng rất là nhiều bệnh lý nên là sợ là gia đình không ủng hộ cho cô đi làm, bởi vì thực ra là ở Việt Nam mình thì tất cả mọi người đều nghĩ là mỡ là gây xấu thôi chứ không phải là gây ra bệnh gì hết, nên là đẻ cũng không sao đấy. Nhưng mà cô Lan thì rất là quyết tâm đúng không cô Lan? Lan kể lại cho nghe chuyện đó đi. Lúc đầu thì chồng tôi cũng xin đi mà chồng cũng không cho, là coi như là con cái chồng cũng không ủng hộ thì cũng sợ là coi như là có ảnh hưởng. Nhưng mà cuối cùng tôi thấy cái càng ngày ngày cái thân thể tôi thì mập như vậy mà bệnh lý nó cũng càng ngày càng cao. Tôi là quyết định lúc mà tôi coi mà tôi thấy như vậy là cái nơi này là làm là có tin tưởng được, cho nên là tôi quyết định đến làm. Mà sau khi làm rồi coi như là cả nhà thấy tôi sau lúc này tự nhiên người gọn đẹp vậy, thành ra là coi như bây giờ là cả nhà đều mừng là mới thấy là ở đây là làm là chất lượng là tốt. Dạ. Mà bây giờ là coi như là công bố hết rồi, ủng hộ rồi. Mà ủng hộ xong thì bây giờ cũng là kết thúc điều trình rồi. Đúng rồi. Nhưng mà trong quá trình cô làm á, chú không nhận ra là cô thay đổi hả? Tại vì là cô giảm mỡ từng ngày, cô ngót đi từng ngày một. Chú có đặt phòng mà thắc mắc tại sao không? Có thì nó cũng xuống từ từ chứ. Ví dụ như là xuống một lần, ví dụ như 4kg. Rồi khoảng một liệu trình sau, một tháng sau mình xuống thêm 4kg. Nhưng mà chú ví dụ qua lần chú thấy cô ốm ốm thì chú có đặt phòng mỡ là sao giờ này bà ốm không? Nói đi tập thể dục. Đi tập thể dục hả? Mình nói vậy thôi, nhưng mà sau này là tôi mới nói thật sự thật là tôi đã đến đây tôi làm. Thật ra là rất nhiều cô là hay là trốn gia đình đấy, rồi bảo là ăn khoai lang này, tập thể dục này chứ không làm gì hết đấy. Và trường hợp cô Lan đây cũng giống như một cô Hạnh ở Hà Nội. Cô Hạnh của con đang 64 tuổi rồi, trước đây cô qua livestream thì cô cũng chia sẻ là trong hơn 33 năm nay thì cô mới gặp được bạn xét nghiệm đẹp như mơ như thế này, xét nghiệm đối tượng là âm tính hết đấy. Và bây giờ thì thông muốn các bạn xem là khuôn mặt tại vì cô Lan á, để các bạn thấy là mặt cô Lan rất là chảy xệ. Và khi cô Lan nhận được 8 cân rồi, thật ra cô nhá, ở tầm tuổi này là cô cũng không cần phải đi trang trí nữa được. Thì các bạn thấy là nó đã giảm mỡ đồng cầm rất nhiều, nhìn cô trẻ hóa rất nhiều. Cô Lan nhìn lại cái hình ảnh của cô Lan này, thấy không ạ? Đó, khi mà nó giảm tải được cái phần mỡ má của mình này, nó không có nối liền giữa cái má và cái cầm của mình nữa, thì cô nhìn thấy trẻ rất là nhiều. Dạ, tôi cũng cảm ơn bác sĩ ở đây. Dạ, tôi cũng biết ơn là coi như là gia đình á hả là sẽ là coi như là đến là thăm để mà coi như các bác sĩ ở đây đã là giúp cho tôi lại có một cái thân hình là gọn đẹp như vậy. Thật ra là phải giúp gì đâu cô, tại vì đây là trách nhiệm của tụi con, cảm ơn cô rất là nhiều. Và các bạn sẽ thấy là nếu như các bạn đi giảm mỡ tại Viện Thẩm mỹ Korea thì điều đầu tiên các bạn được đó chính là việc giảm mỡ nội tạng, các chỉ số sức khỏe thay đổi, cũng như điều thứ hai mà mình mới đề cập tới đó là cái thẩm mỹ, cái giá vóc dáng của mình. Và cái điều thứ ba là mình sẽ tiết kiệm tiền cho cái việc trẻ hóa khuôn mặt đúng không cô? Ngoài ra nó còn có sức khỏe nữa. Hôm nay cũng trẻ hơn cô rồi đấy. Cô trẻ hơn chú rồi đấy. Rồi con cảm ơn cô rất là nhiều ngày hôm nay con đã đến chia sẻ cái kết quả của cô cũng như cái liệu trình của cô đối với Viện Thẩm mỹ Korea cho tất cả các bạn đang xem trực tiếp ở đây. Rồi các bạn coi như là nếu mà có thấy được cái hình dáng tôi thì coi như hãy đến đây. Con cảm ơn cô Lan nhiều. Coi như là làm là để có được cái vóc dáng như tôi nha. Rồi con cảm ơn cô Lan. Cảm ơn cô Lan nhiều.